Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay thứ Tư ngày 7 tháng 2 năm 2024, nhằm 28 Tết, Truyền thông Thành Võ xin chúc quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn đón năm mới vạn sự như ý, phát tài phát lộc, mọi sự bình an. Truyền thông Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha từ Nguyễn Thương Cho Công và các thầy ở ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nay, Truyền thông Thành Võ xin đính chính danh sách tri ân các gia đình Mạnh Thường Quân đã có công lao giúp đỡ phòng khám, cụ thể như sau: tri ân các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng chính quyền địa phương đã hết lòng hết sức giúp đỡ phòng khám được phục dựng lại khang trang như ngày hôm nay, là phải ghi ơn công đức của các gia đình bác Ngô Nhân Thịnh, gia đình bác Ân, gia đình cô Mai Phương, gia đình anh Trần Minh Giang, gia đình cô Mai Hương, gia đình cô Linh, gia đình cô Lan, gia đình cô Dương Mai, gia đình cô Nhung Nguyễn, gia đình cô Lan Diego Fanny, gia đình cô Đòn, gia đình cô Linda, gia đình bác An, gia đình cô Xuân Đặng, gia đình cô Vang, gia đình cô Kim Anh, gia đình cô Trần Thị Chiên, gia đình cô Trương Quế Phương, gia đình chú Trương Thanh Tân, gia đình cô Phạm Thanh Nga, gia đình bác Tùng Ga. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, cũng theo sự góp ý của các Mạnh Thường Quân nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã chân tình góp ý, hôm qua, sáng nay các thầy đã gỡ bỏ lớp nhựa bọc tượng Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse. Truyền thông Thành Võ xin thay mặt thầy cảm ơn những lời góp ý chân tình của các Mạnh Thường Quân nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Những lời góp ý đó để cho phòng khám kịp thời khắc phục những yếu kém, những sai sót trong quá trình thực hiện phương châm yêu thương cho không của cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, những ngày giáp Tết này, nhiều bệnh nhân mới từ các tỉnh thành trong nước cũng đã đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy viết đơn xin đăng ký hỗ trợ điều trị ung thư và được các thầy tư vấn lần lượt cho các bệnh nhân mới đến đây. Nhìn những nét mặt của các bệnh nhân mới thể hiện tâm trạng đỡ nở mẹ của các bệnh nhân, Truyền thông Thành Võ cũng rất cảm động với họ và chia sẻ những công việc hàng ngày ở đây với các thầy và bệnh nhân để nhằm cho họ giảm bớt căng thẳng và sớm hòa nhập với phòng khám, đồng thời cho họ an tâm được hỗ trợ điều trị ung thư tại đây. Tôi thì cũng vô tình thì được một người quen cho biết là phòng khám cha Tường ở Trà Vinh cũng điều trị được bệnh ung thư, là toàn những bệnh nặng, cho nên là gia đình nhà tôi thì cũng có người cũng ở trong cái tình trạng đó, cho nên nghe được tin này thì gia đình tôi cũng rất là sốt sắng, và cũng ngay trong ngày hôm nay cái là chúng tôi cũng có liên hệ với các thầy ở dưới phòng khám, và các thầy cũng có nói là người mình bệnh mệt thì thầy cũng đồng ý là để người nhà ở nhà và mang hồ sơ xuống thầy coi và thầy sẽ chỉ định tiếp. Thưa anh chị, thì cái bệnh của người nhà anh á là bên Tây Y á, nói chung mà họ chẩn đoán như thế nào và cách điều trị ra sao? Thực tế thì người nhà tôi thì bị u ác ở buồng trứng, cũng phẫu thuật rồi, cũng xạ trị rồi, nhưng mà đến bây giờ thì thực tế thì qua chương điều trị thì bác sĩ ở Tây Y cũng cố gắng hết mức, nhưng mà đến bây giờ thì thấy cái tình trạng sức khỏe rất là suy sụp, rất là yếu, mà bụng đã bị to, bị trướng, có dịch ở bên trong rồi. Vậy thì yêu cầu anh tới đây là yêu cầu các thầy can thiệp vào cái bệnh nó như thế nào? À, thì cũng gia đình cũng rất mong muốn là cái tình trạng của người thân như thế, thì cũng mong muốn là các thầy dưới này là có cái phương pháp tốt nhất để cứu chữa cho người nhà tôi. Và như thế nào thì cũng tuân thủ theo cái pháp đi điều trị của các thầy. Các thầy thì chỉ ra như thế nào thì gia đình sẽ nghe theo cái pháp điều trị thế thôi. Lý do tại bệnh nhân không đứng đây được là lý do sao? Thực tế thì bây giờ là sức khỏe rất là yếu, rất là mệt. Tôi từ nhà tôi xuống đây là 170 cây thì có lẽ không đủ sức mà ngồi trên xe ô tô xuống đây được. Thầy cũng nói với thầy từ trước, từ qua điện thoại rồi, thầy cũng đồng ý là mang hồ sơ xuống thầy coi. Dạ thưa anh, vậy anh có thể cho biết họ tên với quê quán ở đâu không? Dạ em tên là Trần Trung Dũng, quê em ở Cần Thơ. Hút nốt Cần Thơ anh. Xin anh cho biết vậy thì nghe nói mẹ anh bị mắc bệnh á, ở bên Tây họ tức là họ chẩn đoán là bệnh gì và các cách điều trị ra thế nào? Dạ lúc đầu là
do ở nhà không biết đó, để cho mẹ bị da vàng á, rồi nên là từ Cần Thơ mình chuyển lên bệnh viện Sài Gòn, bệnh viện Bình Dân á. Mình có nhập viện vô thì lúc đó là khám lúc đầu là báo là u rốn rang, thì điều trị khoảng 17 ngày thì mới có quyết định là mổ. Mình mổ hở thì khi đó có bác sĩ có yêu cầu là mổ hở để sinh thiết đó, để kiểm tra cái tế bào ung thư xem như thế nào. Thì sau 14 ngày thì mình lên tới khám lại thì bên đó mới báo là mẹ mình là bị u ác gan, nó lấn qua bên gan. Thì trên bệnh viện cũng cho thuốc về uống thôi chứ cũng không có cái hướng nào để điều trị tiếp. Tại vì má cũng đang bị một cái bệnh là tiểu đường. Ủa sao anh, cho em hỏi sao anh biết ở đây, anh mới đến đây? Dạ, tại vì có một người anh là cũng chạy xe bên dịch vụ á, thì ảnh cũng hay chở những người mà đi từ những cái bệnh viện mà đã chạy rồi đó, nói chung là không điều trị tiếp được thì về để ở nhà. Thì cũng có tới đây rồi, nghe qua thì cũng nghe nói ở đây cũng trị rất là tốt, thì em cũng muốn đến đây để xem ở đây có nhận để điều trị cho má tiếp hay không. Nên là em nghĩ là chắc như theo cái hướng của những người khác nói, những bệnh nhân khác nói, thì chắc mẹ em chắc ở đây cũng có thể nhận được, tại vì mẹ vẫn còn ăn uống được. Đầu năm mới anh có chúc Tết gì quý thầy đây không? Dạ thì trước hết thì bữa nay ngày đầu tiên em đến thì em cũng kính chúc đến tất cả các thầy, các cô, các chú ở đây đã hết lòng giúp đỡ đến những người mà có những cái bệnh tật hiểm nghèo trong những cái hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ như là mình không còn cái hướng nào đi khác thì đến đây thì cầu mong trời đất cũng như cha phù hộ để mình vượt qua được cái cơn nguy khó này. Thì Tết đến thì cũng xin kính chúc đến tất cả các thầy, các cô chú ở đây được mạnh khỏe, được dồi dào sức khỏe để có thêm một cái niềm vui mới trong năm mới. Dạ, xin cảm ơn. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, hôm nay bàn thờ nơi thờ Chúa, thờ cha Pedro Nguyễn Văn Tường cũng được các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đưa đến phòng khám và trang trí những chậu hoa tươi rất đẹp, hương hoa, trà bánh sum xê thể hiện lòng thành kính với Đức Chúa yêu cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Trước hình ảnh này làm cho truyền thông Thành Võ nhớ đến những lời cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã nói: cha chỉ vào nơi thờ Chúa mà bảo các thầy rằng các con phải giữ được nơi này là bảo vệ và phát huy công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ ăn cháo nano, uống thảo dược nano của cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Đó là nền tảng vững chắc để tiếp tục con đường cứu sống bệnh nhân ung thư trên khắp mọi miền tổ quốc và vươn ra khắp năm châu, để mọi người trên thế giới được có cơ hội tiếp cận phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư trên tinh thần yêu thương cho không của nhà nghiên cứu cha Pedro Nguyễn Văn Tường, cũng là ông tổ của công trình nghiên cứu khoa học hỗ trợ điều trị ung thư, mà nơi sinh ra chính là vùng đất quê nghèo ở nông thôn ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ xin tri ân các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành cùng chính quyền địa phương trong thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy vượt qua khó khăn. Các thầy xin ghi nhận những tấm lòng vàng đã đóng góp phục dựng lại phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy. Để đáp lại tấm chân tình đó, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ rất biết ơn để công trình phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy thêm khang trang và bền lâu. Truyền thông Thành Võ xin kêu gọi
nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cho phòng khám để chăm lo cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không mà cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã dạy, cũng như bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình nghiên cứu của cha ngày càng có ý nghĩa đối với đời sống của bệnh nhân ung thư hiện nay. Năm cũ cũng dần bước qua, năm mới cũng sắp bắt đầu. Truyền thông Thành Võ thay mặt các thầy kính chúc nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương đón năm mới Giáp Thìn năm 2024 trong không khí vui tươi, đầm ấm, ngập tràn niềm vui, cuộc sống mới thành đạt hơn. Chúc người bệnh và người nuôi bệnh hoàn thành phác đồ điều trị ung thư của cha Pedro Nguyễn Văn Tường thật sự hết bệnh để về với gia đình, người thân. Đến đây, truyền thông Thành Võ xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Trân trọng kính chào. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km, chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó, theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào!